Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và video này mình sẽ review về cái cây quay phim và mình mới mua được ở trên Lazada gì các bạn. Và người ta mới gửi cho mình và mình quay video cho các bạn luôn. Đây, thì ở ngoài hộp thì như thế này. Đó. Thì đóng hộp thì cũng ok. Mặc dù nó hơi mấp méo chút xíu nhưng mà vẫn được. Thì ở trên đây thì mình giá với lại cái gì đơn hàng á các bạn. Người gửi là Funo gì đó, Ninja. Đó. Đây. Có tên là sao nó mà đuôi vậy? Đây, thu tiền hộ là 145.500 đồng. Đó. Và bây giờ mình sẽ khui ra thử nha các bạn. Mình sẽ khui đầu đây. Mình sẽ lấy con dao ra mình khui. Rồi. Mình sẽ cắt từ đầu này ha. Rồi. Rồi. Để mình cắt cái dao ở đây nữa nha các bạn. Có hàng rất là kỹ. Mình đặt hàng hồi ngày 28 tháng 12 và bữa nay là ngày 3 hay ngày mấy ta? Bữa nay là ngày 3 tháng 1. Người ta giao khoảng mấy ngày. Thì ở ngoài này thì nó có cái giá kèm điện thoại nè các bạn. Đó. Và mình lấy ra. Ở bên này còn gì ạ? Đúng là còn một cái thông tin đơn hàng. Đó, tên nhà bán hàng là Funo nè. Người giao là Ninja, có tên là Ninja. Đó, tên sản phẩm là gậy chụp hình Tripod 3120 tặng kèm một cái remote chụp hình Bluetooth đen và một tripod bạch tuộc đen và một giá kèm điện thoại. Đây. Tổng cái hết tất cả mà giá gậy phim với lại những tặng cái linh ta đồ á là 119.000 và phí giao hàng ship cho các bạn là 26.500 thì tổng cộng thành 145.500 đồng. Đây, mình sẽ cất cái này qua một bên. Mình sẽ chỉ review cá nhân vật chính thôi. Đây, người ta bao bên ngoài là một cái bóp. Mình không biết kêu nó là cái gì nhưng mà miệng nó kêu bóp, mình kêu bóp lên nó nổ bạch ra. Mình kêu đó là bóp thôi. Đó, một cái hộp quay phim, chạy quay phim. Một chiếc bóp đen. Ủa? Cái nút chụp hình này hồi nãy mình coi ngoài kia là màu đen mà sao bây giờ ở trong này là màu xanh lá cây ta, không biết là chắc người ta bán sao thì vậy thôi. Đó, một cái miếng này, ôi trời ơi, nó đã lắm các bạn, giá như nó mình á, nó mình sao á, rất là đã. Đây mình bóp nè, bóp nó nổ nè. Đấy, thì mình mới kêu là bóp thôi cho mình cũng không biết tên nó là cái gì đó. Nhưng mà nó rất là êm nha các bạn. Các bạn mà trải dài các bạn đỡ tay lên nha nè. Các bạn thấy vậy. Nó rất là đã. Giống như là một cái viên gì tròn tròn mà nó nằm ở dưới tay giống như là nước. Thì rất là thích. Ok, bỏ qua chủ đề này bóp này đi. Mình chỉ review thôi. Đây. Một mình review cái gậy bạch tuộc này trước. Ta gói nó trong một cái bong bóng. Đây. Một cái gậy bạch tuộc đây, ở trên đây là để gắn cái dây kẹp nè, để mình gắn thử nó vừa không ta. Gắn nó thử nha. Ok, vừa luôn.
Đó, mình có thể dang ba cái chân nó la ra này. Này cái này là cái khớp tròn có thể xoay được. Đó. Đó, đây mình có thể quay quay cái gì mà nó thấp thấp đó. Mình dặn ra và mình xếp lại. Cái này có thể uống được nha các bạn. Đây. Uống ra như thế này cũng được nhưng mà uống thì nó dễ bị cong. Mình không thích. Mình thích nó thẳng hơn. Đó, mà ấy một chút mà nó đã cong rồi. Nó cong ở tay rồi. Đây. Bỏ qua bên đây là cái chụp hình Bluetooth remote. Ở đây thì nó có nút on off này, bấm đây là on này. Rồi đây mới mình bật lên thì ở đây nó sẽ có đèn đây đó, nó nháy 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 á. Thì cái nút ở trên này là camera 360 của iOS, là của iPhone hay là gì đó, và ở dưới là Android của Samsung á các bạn. Nhưng mà mình thử rồi các bạn, mình thử rồi, mình đã thử cái này rồi, mình bật lên á, mình vào Bluetooth và mình bật cái này on lên, sau đó mình dò mình tìm cái tên thiết bị của cái remote này. Mình đã thử rồi nha, hai cái nút á mình đều xài được cho Samsung luôn. Mình bấm hai cái thì hai cái nó có thể xài được cho Samsung luôn các bạn. Mình bấm thì nó chụp, mình bấm thì nó chụp à. Đây. Đó. Mình bấm thì nó chụp, mình bấm cái trên cái dưới cái nào nó cũng chụp hết. Ở cái sau này là bên mình bấm ra là đây. Bên trà ba lửa, bên này nó mỏng nhưng mà nó to đó, này là nó có nhạc độ nhám ở bên trong của cái remote này nè. Đó. Mình để lại chữ cũ, cái này là chữ gì, mình thấy chữ Hàn Quốc, Nhật Bản gì không á các bạn. Ok, mình để lại như thế này đúng không? Rồi. Rồi. Remote Suster. Mình đặt cái này đây để nó tốn pin. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là đây giải vây phim Chipo 3120 đây đó, chân nè. Cái này là cái gì đây mình không biết nữa, nhưng mà này xếp lại nè, này có thể khuê khuê qua trái qua phải và cái chân đế. Ok mình sẽ mở cái này, người ta dán keo nên mình sử dụng cái dao để mình rạch ra. Người ta giao hàng người ta rất là dễ chịu, rất là dễ chịu luôn. Các bạn cứ mình thấy các video khi nói về Lazada bán lừa đảo đồ, nhưng do cái người mua thôi, người mua từ cái tiệm hàng người ta mới bán đó, do cái người mua thôi, chủ mua thôi. Thì còn cái này mình đặt ở công ty gì đó, cái người giao hàng á, chị giao hàng nó nói đây thì mình mới lấy ra thì nó có hình dạng như thế này, xếp lại màu đen, mình chọn màu đen đó, màu đen cho nó huyền bí. Thì cái này thì giống như là cái dạy cái gì ta, dạy thủy lực hay thủy nước gì đấy, mà thấy ở trong mấy cái mà xây nhà đồ thường thường người ta có cái thước đó. Rồi mình dặn lại đây. Đó, cái này cũng có nút dặn này, dặn để rời ra, còn cái này dặn để làm gì mình cũng không biết nữa. Cái này cũng có thể kéo dài đây nè. Và bây giờ mình sẽ test thử cái này. Cái này thì xoay qua đây đó, cục này là để gắn cái đây được luôn. Để phim này. Mình không biết cái nút đây để cái con ốc này để làm gì nữa các bạn.
cái gì đó. Để nó dặn chung vào cái này luôn. Dặn lại. Ok, rất là chắc chắn. Xong. Và kể từ đây, bây giờ mình sẽ có một cái tay quay phim để quay hoàn chỉnh cho các bạn. Chứ thường thường mình không có tay quay phim, mình quay rất là cực. Bởi vì mình cần một cái giá đỡ để cái điện thoại và cần một cái chiều cao nhất định. Chứ mà bây giờ các bạn mà nếu mà các bạn thấy cái công cụ quay phim của mình thì chắc hẳn các bạn sẽ cười bể bụng. Bởi vì mình sáng tạo để mình quay phim xíu mình nè. Mình thử cái cây quay phim này đi. Để ba ngón cái này tách ra đó, kéo dài ra nè. Có thể cao từ Đà Lạt sang Đà Nẵng. Ủa sao nó hơi ấy nha các bạn. Nó hơi rung rung. Thôi kệ nó. Một cái nó rung rung ngập. Bởi vì nó có một cái thì nó rung rung thì sao? Nó rung rung đúng rồi. Một cây thì làm chẳng lên non ba cây chùm lại nên hòn núi cao đấy. Nhưng mà cái này không phải núi cao thì mình xin chớ lại cái câu mình vừa nói. Một cây làm chẳng lên non ba cây chùm lại thành rào chắc chung. Đây ba cây chùm lại thành rào chắc chung này. Đó. Rất là vi diệu, rất là thích. Nếu mà mình kéo cao lên hết thì không biết nó cao bao nhiêu mét ta. Mình cũng không biết nữa. Cái này chắc cũng khoảng cao lên là chắc khoảng gần 1 mét mấy á các bạn. Đó. Và video của mình ở đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích video này thì cho mình một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.